sẽ đi một cái chùa. Chùa này là chùa của Hindu hả anh hả? Biến Điện. Chùa này Biến Điện ở China Hill á, cũng khá là gần với nhà của tôi, khoảng tầm là 30 phút chạy khi quay thôi. Chùa này cũng rất là đẹp luôn á mọi người. Hôm nay thì gia đình của mình sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với lại bà con ở trong nhà chồng của mình. Mọi người hẹn hò nhau đi chùa thì tôi muốn quay một cái YouTube mà dài để cho mọi người xem. Bình thường thì mình hay up những cái YouTube short á, mọi người có xem không? Thì những cái YouTube short thì chủ yếu là mình review đồ ăn tại khu Orange County với lại là mấy cái mà clip mà tôi nấu ăn á. Tôi không phải là dân nấu ăn kinh nghiệm nha mọi người, tôi chỉ nấu ăn cho chồng con thôi. Thì rất là may mắn là mọi người cũng rất là thích coi mấy cái clip mà short đó của tôi. Nhưng mà hôm nay mọi người nhớ đóng xem clip dài nha, tôi sẽ quay cảnh chùa rất là đẹp luôn. Tới nơi mình sẽ quay nha. Hello chị Hai. Hello. Chị Hai đi chơi có vui không con? Dạ vui. Ôi chuyển sang chồng em nha. Ôi thấy chú bé chưa? Chú bé hello đi con. Hello. Hello. Chú bé này được 22 tháng rồi là biết hello vậy đó. Rất là thích đi chơi luôn. Ôi đó. Đã tới rồi nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đây ở đây nè, chỗ này nè đúng không? Xa xa đó mọi người. Nhưng mà là đạo Hindu. Đạo Hindu là đạo của Ấn Độ nhưng mà đền thờ là của Biến Điện. Rồi bây giờ mình sẽ vô để... chút parking nha. Ở đây có một cái anh security cũng rất là be nice. Cho anh cho một cái map nữa. Không có cần phí parking gì đâu đúng không? Check in. Check rồi tới rồi kìa. Hay dữ vậy, tới cùng một lúc. Bây giờ rồi bây giờ mình sẽ tới mình tụ họp với lại cousin không phải mấy người anti của mình nha. Đây nè, trời ơi lạnh lắm luôn á, đi vào mùa đông nó lạnh, nó lạnh luôn. Từ xa xa thấy mọi người nè, con chạy lại đi, con chạy lại với mấy bà không. Sẽ đi vô trong nha mọi người. Wow. Rất là đẹp quá mọi người. Người ta chạm trổ đó. Đẹp quá nè. Dạ hai anh. Em ơi, mình đã đi ra ngoài rồi. Anh nói là tôi mặc đồ quá phong phanh. Trước khi đi tôi mặc đồ tôi tưởng là dày lắm rồi nhưng mà không nha mọi người. Bây giờ lạnh lắm. Nó rất là phong phanh. Cỡ khoảng 12-13 độ. Còn cái áo khoác của anh, đưa áo khoác của anh đây. 12-13 độ à. Cái này em cần em nói áo khoác anh nha. Dạ, để em chụp mấy tấm đây rồi. Đây là cái khung cảnh của chùa nè mọi người. Đó. Đây là mấy anti của mình đang đứng đây chụp hình nè. Ồ, rất là đẹp luôn. Wow. Wow. Ở đây có một cái bức tượng nè mọi người. Tượng rất là đẹp luôn á mọi người. Đó, khi mà mình đứng từ xa thì mình thấy nó nhỏ nhưng mà khi mà mình đến gần á rất là to luôn, cực kỳ đẹp luôn, ông rất là đẹp luôn.
Đồ ở đây là rất là rộng luôn á mọi người. Cái chánh điện này rất là rộng luôn. Mọi người đến đây chụp quá trời luôn. Giờ hiện tại đang là mùa đông á, Christmas, nhưng mà cũng có lượng khách tới tham quan. Mình nghĩ chắc mùa hè đông hơn, mùa hè ấm áp á, người ta sẽ tới đông hơn. Còn hôm nay trời mưa quá. Rộng ghê luôn. Hợp chung với mọi người chụp hình nha. Không ạ. $2.50 một cái. Nhưng mà bánh tráng, bánh mè. Buy one get one free luôn. Mix and match. Pickle. Ngộ quá ha, mấy món này lạ quá. Đây có nguyên một cái khu đồ ăn này mọi người. Nhưng mà mấy món này lạ lắm, mình sợ mình mua xong mình không ăn được. Cái gì cookie thì còn ăn được, nhưng mà cái vị chắc lạ lắm luôn á. Tôi nhìn mấy món này giống như mấy cái món mà lề đường của Ấn Độ mà mình coi trên YouTube. Cái đó khu quần áo. Cái này là gì anh? Cũng là giờ ngang luôn 501. Hả? 501. Nhớ thử cái chất lượng cái này. 13. Rồi. Gia đình của mình mua được một cái hộp ngang. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha, đem về. Cũng hay hay đó mọi người, ở đây có cái chùa để những cái người mà đạo Hindu á, người ta có thể tới, người ta tham quan, người ta thờ rồi người ta lạy vậy đó. Bái lạy vậy đó, giống như là ở phía dưới khu OC có rất là nhiều chùa đó. Hôm nay trời lạnh, quá trời lạnh luôn. Thôi mọi người, hồi nãy giờ tôi đã quay cho mọi người là cái chùa đó rồi ha. Mọi người thấy cái chùa đó đẹp không? Tôi thấy là ok. Ồ, lạnh muốn chết luôn mọi người ơi, nhưng mà đẹp. Cái chùa đó rất là đẹp. Nếu mà ai mà tới Cali á, mà muốn đi những cái chùa mà có những cái điêu khắc như vậy thì mọi người có thể đi cái chùa này, hoặc là sẽ đi một cái chùa mà của Ấn Độ xa hơn, tại xe xa hơn nhưng mà đẹp lắm mọi người. Cái chùa Ấn Độ đó còn đẹp xuất sắc hơn cái chùa này nữa luôn á. Bây giờ thì gia đình của tôi tham quan xong rồi, bây giờ gia đình của tôi sẽ chạy đến chùa, đến một cái chỗ gọi là tịnh xá giác an để mua đồ chay ha. Ở đó thì bán rất là nhiều cái món chay, đặc biệt là mì vịt tiềm chay là xuất sắc luôn mọi người. Chỗ tịnh xá giác an nha, mình sẽ đi vô cái đường này. Chùa này là lúc trước là có thờ cố cụ chị Phi Nhung á mọi người, rất là đông nghệ sĩ